Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV đến với chương trình Điểm tin trong tuần của chúng tôi. Qua chương trình này chúng tôi cố gắng đưa đến quý vị những cái tin tức đáng chú ý của những ngày qua, kèm theo những phân tích, những bình luận của các chuyên gia quanh cái vấn đề. Chuyện thứ nhất thì chúng ta nói tới cái chuyện là cả ông Biden, cả ông Trump cũng thắng lớn ở bên Michigan. Thế nhưng mà kèm theo đó là có những cái điều rất là đáng lo. Như chúng ta thấy cái bầu cử sơ bộ ở bang Michigan đã chấm dứt rồi và nó đem lại một kết quả thắng lợi rất là lớn cho ông Biden và cả ông Trump nữa. Trong cái kỳ bầu cử sơ bộ của dân chủ thì ông Biden đạt tới 81% số phiếu. Một cái con số nó rất là kinh khủng. Mà ngược lại thì bên kia thì ông Trump cũng chẳng kém gì. Ông cũng được tới 68% số phiếu. Mà đối thủ duy nhất của ông ấy là bà Haley thì cố gắng lắm thì cũng chỉ được 27% mà thôi. Tuy nhiên thì những cái nhà quan sát chính trị, những cái người mà họ lại thích nhìn cái phần tối của cái vấn đề, nhìn cái mặt trái của cái đồng xu đó, thì họ lại thấy ra những cái điều đáng lo. Những cái điều đó nó như thế này. Họ nói rằng là tuy rằng là ông Biden cũng thu được 81% số phiếu của bên dân chủ đó, thế nhưng mà nó vẫn có một cái số thiểu số thôi, nó là 15%, nhất định là không bầu cho ông. Mà họ rủ nhau bầu cho một cái mục nó gọi là Uncommitted, tức là không có chấp nhận, không có đồng ý với ông Biden. Sở dĩ họ bầu phiếu cho cái mục đó là họ phản đối cái thái độ của ông Biden đối với cái cuộc chiến ở bên Trung Đông nó đang diễn ra ở cái giải Gaza hiện nay đó. Thì ngược lại, người ta cũng nhìn thấy là ở phía bên Cộng Hòa, ông Trump lúc nào cũng tồn tại một cái thiểu số vững chắc là khoảng chừng 30% cử tri Cộng Hòa nhất định là không bầu cho ông, mà họ muốn cứ phải bầu cho một cái ứng cử viên nào khác chứ không phải là ông Trump. Và rồi thì những cái nhà quan sát chính trị nó bi quan, mình tạm gọi là như vậy đó, họ mới đưa ra một cái kết luận rằng là chỉ coi chừng tuy là những cái khối cử tri chống đối này nó là thiểu số, nó là nhỏ thôi, nhưng mà coi chừng nó góp phần vào cái chuyện là nó quật ngã hai cái ông này, làm cho hai cái ông này thất bại đó. Nó giống như cái chuyện mà chúng ta hay nói, cái lỗ nhỏ nhiều khi nó làm cho cả một cái con thuyền khổng lồ phải bị chìm, bị đắm đó. Thế nhưng mà ngược lại mình thấy nghe thì có vẻ có lý như vậy, nhưng mà nếu mà xét lại đó, thì hình như là nó cũng không được đúng lắm. Bởi vì chúng ta nhớ rằng dẫu sao đi nữa thì những cái cuộc bầu cử này nó là bầu cử sơ bộ thôi. Nó tìm ra cái ứng cử viên đại diện cho đảng thôi, chứ nó chưa quan trọng như là trong cái cuộc tổng tuyển cử. Lúc đó chỉ còn hai cái ứng cử viên của hai đảng đối lập, một dân chủ, một cộng hòa, thì cái thái độ cử tri hoàn toàn nó sẽ khác với vào cái lúc này. Bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng, và chúng ta cũng coi như là tới ngày tổng tuyển cử đó là cái cuộc đấu tranh giữa ông Biden với ông Trump cho nó dễ nói chuyện thôi. Thì vào cái lúc đó, chúng ta thấy chắc chắn cái khối cử tri mà chống ông Biden đó là những cái khối cử tri gốc Ả Rập này, gốc Hồi giáo này, và những cái người ủng hộ Palestine đó, họ sẽ không còn một dọn lựa nào khác. Họ bắt buộc phải bầu cho ông Biden thôi. Bởi vì họ biết chắc rằng là ông Trump mà ông lên làm tổng thống đó, thì cái thái độ của ông này đối với Israel là đồng minh cật lực luôn đó, và nó sẽ gây ra rất là nhiều tai hại cho Hồi giáo, cho Ả Rập, cho những người ủng hộ Palestine. Cho nên họ chắc chắn là họ không muốn ông Trump thắng cử đâu. Mà tương tự như vậy phía bên Cộng Hòa cũng thế thôi. Người ta sẽ có rất là nhiều cử tri người ta không thích ông Trump. Nhưng mà phía bên Cộng Hòa bảo thủ người ta lại cho rằng là ông Biden cũng tệ hơn ông Trump nữa. Cho nên họ cũng chẳng có chọn lựa nào khác hơn là bầu cho ông Trump. Đại diện cho cái trường phái này thì mấy ngày trước mình đã nói là ông William Barr, tức là ông cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời của ông Trump. Ông nói rằng là ông chẳng thích thú gì với ông Trump. Thế nhưng mà nếu mà phải chọn lựa giữa ông Biden với ông Trump thì ông buộc lòng phải bỏ phiếu cho ông Trump mà thôi. Cái thái độ mà của những người mà cử tri hiện nay không thích ông Trump cũng sẽ giống như ông William Barr. Họ rồi không thích thì cũng phải bỏ phiếu cho ông Trump mà thôi. Cho nên thì chưa chắc là cái nhận định của cái giới bi quan nhìn cái mặt tối của vấn đề mà nó lại đúng đâu. Và liên quan tới cuộc tổng tuyển cử đó, thì mình thấy phía ông Biden vừa mới có một cái tin vui. Tin vui đó là cái chuyện là 2 ngày trước ông mới vào quân y viện Walter Reed để mà khám lại cái sức khỏe đó. Thì bác sĩ của quân y viện đã đưa ra một cái kết luận rằng ông còn thừa sức khỏe để mà đảm nhiệm chức vụ tổng thống, không có cái gì phải lo lắng cả. Thế thì sau đó khi mà nói với báo chí về kết quả này thì ông Biden ông còn đùa, ông nói rằng là ồ, bác sĩ nói tôi là trẻ hơn cái tuổi rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta thấy là ông Biden đã không lấy một cái test, một cái thử nghiệm về nhận thức, về tinh thần. Nhưng mà Tòa Bạch Ốc thì họ cũng bênh vực, họ nói rằng là không cần phải làm cái chuyện đó, là bởi vì hàng ngày thì Tổng thống Biden cũng đã được thử nghiệm cái nhận thức bằng qua những cái việc làm của ông, qua những cái quyết định ông phải làm hàng ngày rồi. Nghe thì cũng có lý, nhưng mà kết luận thì đây cũng là một cái tin tức vui cho ông Biden. Ngược lại phía bên ông Trump thì lại không có cái chuyện vui giống như vậy, mà có lẽ là cái chuyện cũng hơi đáng lo đó. Đó là chúng ta nhớ là cái cuối tuần trước ở bên Washington DC có một cái hội nghị do Đảng Cộng Hòa người ta tổ chức. Người ta lấy cái hội nghị đó có cái tên là nguyên tắc trên hết, Principle First. Hình như họ muốn lấy cái tên đó để chống lại cái American First của ông Trump, tức là nước Mỹ trên hết. Tức là trong cái hội nghị đó họ quy tụ được 500 giới chức của Cộng Hòa. Trong đó có nhiều người tên tuổi, phải mình gọi là tai to mặt lớn của đảng đó, tập trung lại. Họ làm cái gì? Thì chủ yếu của cái hội nghị này họ nhắc nhở nhau, lên án rằng là ông Trump mà đắc cử lần thứ nhì đó là một cái tai họa đó. Có nghĩa là họ đang tụ họp lại để đưa ra cái sự ủng hộ đối với đối thủ của ông Trump là bà Nikki Haley. Thì qua cái hội nghị như vậy chúng ta thấy ra cái gì? Là cái hội nghị này nó tổ chức rất là muộn. Lẽ ra đó, nếu mà đã quyết định mà ủng hộ ông bà Nikki Haley thì có lẽ là phải làm từ hồi tháng trước, khi mà những cái bầu cử sơ bộ ở phía bên Cộng Hòa nó bắt đầu thì làm hội nghị lúc đó thì may ra thì sẽ đem lại có nhiều thắng lợi cho bà Nikki Haley. Chứ bây giờ để qua 5 kỳ sơ bộ rồi bà thua te tua sơ mướp luôn, là cái chuyện mà vực dậy cũng rất là khó. Thế nhưng mà qua cái hội nghị đó thì mình lại thấy ra rằng là thì ra cái bà Nikki Haley sở dĩ mà bà tiếp tục hy vọng, tiếp tục kéo dài cái cuộc tranh cử của mình dù rằng nó thất bại 4-5 lần rồi đó, thì là vì cái giới chức Cộng Hòa không thích ông Trump. Bà hy vọng là với cái sự ủng hộ của họ đó thì có thể là cuộc vận động tranh cử của bà nó có những cái kết quả ngoạn mục. Thế nhưng mà 5 kỳ vừa rồi thì không thấy gì cả. Cho nên cho tới giờ phút này đó, ai cũng mình phải nhìn thấy một cái chuyện là vào cái ngày siêu thứ ba tới đây, tức là thứ ba của tuần tới đây này, ngày 5 tháng 3 đây này, là cái ngày có gần như là mặt trận cuối cùng của bà Nikki Haley. Chúng ta biết rằng là vào ngày thứ ba, siêu thứ ba tới đó, 15 tiểu bang và 1 lãnh thổ của Hoa Kỳ người ta sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ. Nội trong cái ngày siêu thứ ba này thôi đó, nó đã cung cấp hết 1/3 cái số đại biểu cần thiết để một ứng cử viên trở thành một cái chọn lựa của đảng. Cả hai bên đều như vậy cả. Cho nên thành công nếu mà bà Nikki Haley qua cái hội nghị đó ủng hộ bà như vậy đó mà thành công ở siêu thứ ba thì có lẽ là bà cũng còn tiếp tục đi tiếp đó. Thế nhưng mà nếu như mà bà thất bại ở ngày siêu thứ ba đó thì mình coi thế như là đó là một cái mặt trận cuối cùng của bà rồi. Chắc chắn là không còn cái cơ hội nào để mà vùng dậy nữa. Nhưng mà dĩ nhiên rồi thì chính cái cuộc hội nghị mà nguyên tắc trên hết như vậy đó thì dường như nó là một cái dấu hiệu để nó cho thấy rằng là có thể bà Nikki Haley nếu mà thất bại trong lần này có thể trở thành một ngôi sao sáng của Cộng Hòa trong những cái kỳ bầu cử kế tiếp.